Xin chào mọi người. Hôm nay shop Thế Giới KH xin giới thiệu đến tất cả mọi người hai dòng sản phẩm loa. Sản phẩm loa rất được ưa chuộng thời gian gần đây. Trước mặt quý vị đây, từ bên phải qua, loa màu đen với model là KSS450. Bên trái mình đây là màu xanh là KSS445. Hôm nay mình làm video này giới thiệu tất cả mọi người không phải là mình loa như thế nào cả, mà là so sánh hai cái loa này. So sánh như thế nào? Về thứ nhất là về giá tiền, giá thành của hai chiếc loa. Chức năng thì như nhau mà giá thành khác nhau, và nơi xuất xứ và cấu tạo của từng chiếc loa. Đầu tiên mình nói về giá thành trước đi ha. Thì giá thành hiện tại shop đang bán Thế Giới KH về mẫu KSS450 này là giá 8.450.000. Cái dòng KSS445 là giá là 6.1. Thì hai cái dòng này ấy đều là KSS là về chức năng là như nhau, nhưng về vấn đề cấu tạo và sản xuất nó sẽ khác nhau. Mình nói xưa trước về vấn đề KSS450 đi, màu đen này đi. Đó thì mọi người nhìn sơ qua trước. Đầu tiên là cung gỗ này. Đó, thiết kế gỗ một da màu đen và cái mặt lưới vải xám trắng. Bên này cũng là gỗ luôn mà da màu xanh, mặt vải bằng màu đen. Rồi thì tiếp theo đây mình nói luôn là cái KSS450 này nói chung là hai dòng sản phẩm này đều là người sản xuất đều là thiết kế của người Việt Nam mình hết, là tại công ty Arnold Sanga Media. Nhưng cái dòng sản phẩm KSS450 này ấy, là được lắp ráp tại nhà máy Hammer của người Hàn Quốc đặt tại Việt Nam. Đặt tại Việt Nam nhé các bạn, đặt tại Việt Nam. Còn sản phẩm KSS445 này ấy, thì nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc về. Thế nên là mình nghĩ, theo mình cảm nhận của mình nghĩ thì giá thành nó sẽ khác nhau. Đó, thì chắc chắn là cái hàng nhập Trung Quốc này thì giá thành nó phải rẻ hơn rồi. Thì bên này giá cao hơn, chênh nhau gần 2 triệu lận. Rồi còn gì nữa nhỉ? Rồi vấn đề cấu tạo đi ha. Thì cấu tạo hai dòng loa này thì mình sẽ mở cái màn lưới này ra. Hai màn lưới ra cho mọi người xem được cấu tạo của hai cái loa này khác nhau như thế nào ha. Rồi. Đó, mọi người thấy chưa? Đầu tiên mọi người nhìn thấy là mở cái màn lưới ra thì mình nhìn thấy là hai loa full 6.5 inch và loa chung là 4 inch, hai loa chép ở dưới là 2 inch. Tiếp theo mình mở cái KSS445 để so sánh xem cái loa nó ui đã có sẵn rồi. Rồi đây, bên này thì cũng hai cái loa full cũng giống như vậy nhưng mà khác một chút. Bên này thì có hai loa full này, một loa chung, bên này có một loa chép, còn bên KSS445 thì có hai loa chép. Bên này mình chỉ có một loa chép thôi nha mọi người. Rồi đó, thì mình đã mở ra hai cái màng loa 445 và 450 so sánh thì cậu vị mình nhìn thấy thì cái màng loa full của 450 nhìn nó xịn sò hơn, nhìn cho nó đẹp và xịn sò hơn so với 445. Đó, mọi người đã thấy đó. Còn với chất liệu trên nào, cái gỗ này thì rất là con này có vẻ trơn nhá, mà mịn. Còn bên này thì hơi sần sù. Cái này sản xuất tại nhà máy Hammer của Hàn Quốc, gỗ vẻ sần sù hơn là mình nhập trực tiếp từ bên Trung Quốc về, đúng không ạ? Mọi người thấy không? Thì đó là những chi tiết mà mình đã giới thiệu qua là về sản phẩm chức năng như nhau này, nhưng mà giá thành luôn khác nhau. Mỗi một cái giá thành thêm vô hoặc là ít đi thì chắc là do sản phẩm họ thiết kế và làm thì cũng đáng giá hơn không gì cả. Trên này nữa mình bảo đây coi này, trên này khác nhau nữa này. Với những cái volume mà vặn này này thì bên này làm cao hơn. Màu đồng giống nhau nhưng mà bên này làm cao hơn, mình cầm lắm mình vặn nó dễ dàng hơn. Bên này thì có vẻ thấp hơn một chút so với bên kia, thấp hơn một chút. Thì nói chung là mình sử dụng thì vẫn không có gì xảy ra, không có gì khó khăn cả, nhưng bên này làm thấp hơn, chỉ có khác nhau cái đó nữa thôi. Còn chức năng thì như nhau, cũng hát karaoke, rồi đằng sau này có tích hợp chung cái đầu karaoke online. 445 cũng tích hợp y chang, bên này mình cũng có y chang nhau, không khác gì nha mọi người.
nhưng mà hình như là cái chữ dập ở trên trên cái 450 này có vẻ sắc sảo hơn. À, đẹp hơn hay sao á, đúng không? Mình quay thử bên này coi. Bên này thì có dập có vẻ hơi mờ hơn. À, đây đây, có cái dòng chữ này, Made in China này. À, còn bên này bên này có dòng chữ các bạn có để ý này đó, bên này khác này. À, sản xuất tại Việt Nam luôn này, mọi người thấy chưa? Made in Việt Nam này. Rồi. À, thì chắc là do máy sản xuất Trung Quốc thì giá thành nó rẻ hơn nên là về Việt Nam thì cái giá thành mình bán ra cũng rẻ hơn so với cái giá thành mà lắp ráp tại Việt Nam và tại nhà máy Hammer Hàn Quốc, nó sẽ cao hơn. Rồi, và mình nói tiếp là hai dòng sản phẩm này giá thành khác nhau, công suất cũng khác nhau luôn nhé. 445 thì công suất là 100W, còn 450 là công suất 150W. Tiền đây thì mình mở cho mọi người và tất cả quý vị cùng xem nhạc nghe cái loa nó đánh như thế nào ha. Cái điện thoại đó. Mình mở cũng có những bài nhạc sôi động đi. Mình sẽ để mức âm lượng. Hitbox đã kết nối Bluetooth. Ồ, nhanh chứ ta. À rồi. Mình sẽ để mức âm lượng là như nhau nha, hai bên luôn. Bây giờ mình sẽ để bass này, bass với treble là mình để 3 giờ hết luôn. Tại vì mình để thử mà, test rồi cái phần music thì mình sẽ để cũng 3 giờ luôn đi. Còn master cho full luôn. Đây, mọi người ấy nhá. Mà quay này luôn. Bên 450 mình cũng để trang bass 3 giờ, treble 3 giờ, music 3 giờ và master cho full. Rồi sau đây mình sẽ mở một cái bản nhạc sôi động với hai dòng loa công suất khác nhau 150W và 100W cho mọi người nghe thử nhé. Đầu tiên mình sẽ mở cái LED 450 công suất 150W. Về một bản nhạc đen. Mình sẽ để cái mức âm lượng ở trên cái điện thoại là maximum luôn nhé. Maximum luôn, ok. Maximum của cái điện thoại hết cỡ luôn. Mình sẽ chuyển qua Bluetooth qua bên này. Cũng mở lại bản nhạc y chang vậy đó. Mọi người cùng nghe và thưởng thức nhé. Rồi bắt đầu, mọi người nghe nha. Đây mọi người coi này. Âm lượng về maximum luôn. Đó. Then you want me.
Phanh phui không? Là khui hết cái ruột của hai loa này ra để mọi người cùng coi không? Có nên khui không ta? Ok, nếu mà mọi người muốn mọi người muốn xem bên trong nó có những cái gì ra làm sao, mọi người hãy để lại bình luận khui ruột hoặc là phanh phui nó ra hay không, mà hãy để lại bình luận ý kiến ở dưới cái video. Quên, mình nhắc sơ qua cái âm thanh vừa mình test qua đó, thì nếu muốn nghe kỹ mọi người hãy đeo tai phone vào thì cái âm thanh mình nghe rõ hơn. Vâng, vừa nãy mình đã mở cái âm thanh cho mọi người nghe và cảm nhận hai dòng loa này âm thanh khác nhau, mình xin lỗi, công suất khác nhau 150-100W. Thì theo đánh giá và cảm nhận của mình ấy, cái dòng sản phẩm KS450 ấy, bên trái bên đây này, thì mình nghe âm thanh ra cái tiếng bát chép nó tròn, tiếng bát nó tròn hơn, tiếng bát tròn hơn, nghe rất là hay. Còn bên này ấy, mình đánh giá là sẽ không bằng KS450 được, bởi vì tiếng bát nghe nó hơi bẻ một chút đấy. Nhưng mà so với giá tiền và giá thành ấy, mà KS445 mang lại ấy, nó phù hợp với cái giá tiền mà nó đang mang lại là 6.1. Bên này mình nghe âm thanh nó nhỉnh hơn, nghe hay hơn, tiếng bass tròn cao hơn thì giá thành sẽ cao hơn. Thì hiện tại giá là 8.450.000. Vâng, thì theo mọi người như thế nào, mọi người nghe và cảm nhận âm thanh hay đó là như thế nào, với giá tiền khác nhau, với chất âm như vậy thì có nên mua 445 hay là 450, thì mọi người hãy để lại những bình luận sau cái video mình đã làm ở dưới nhé. Rồi xin phép chào mọi người, dừng video tại đây.